Cũng trong tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân đã xuống vận động và hỗ trợ hàng chục hộ dân ở các vùng trũng thấp sơ tán đến nơi an toàn. Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng và kịp thời, ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các địa phương đã tăng cường vận động tuyên truyền người dân, đồng thời bố trí nhân vật lực và phương tiện để hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân. Tổ 89 phường Hòa Xuân là khu vực nằm trong diện nguy hiểm nhất, với nền đất thấp hơn mặt đường Đinh Gia Trinh tới 3 mét. Có nơi còn sâu hơn là một vùng trũng thấp ven sông. Nơi đây có hơn 90 hộ dân, trong đó nhiều nhà tạm bợ đã xuống cấp lâu năm, không có khả năng kháng bão lớn. Có nhiều người già, trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi nghe tin bão số 5 đổ bộ, chính quyền địa phương đã xuống vận động bà con thu dọn đồ đạc, nhà cửa, chuẩn bị sơ tán đến nơi an toàn do phường bố trí sẵn. Mưa to lẫn cũng ảnh hưởng lụt ruộng vô nhòa nhòa chết. Chỉ ở đây lên nó chẳng an toàn hơn cái chỗ này, sợ bổ. Sẽ di chuyển bằng xe ô tô do phường là vận chuyển, chuyển người dân đến cái khu vực theo phương án di dời của phường, sẽ chuyển đến địa điểm là trường tiểu học Trần Đại Nghĩa của phường Hòa Xuân. Thì phường sẽ di dời trước là những người lớn tuổi, người già và trẻ em và những người có bệnh, chúng tôi sẽ di dời trước. Và trong sáng ngày mai sáng sớm 7 giờ thì sẽ di dời tiếp những lực lượng thanh niên hiện nay còn ở lại. Do lo lắng về bão mạnh, phần lớn người dân cũng đã chủ động liên hệ để được sơ tán hoặc di chuyển đến nhà người thân ở các khu vực cao hơn. Tuy nhiên, một số hộ lại nhất quyết không chịu đi vì muốn ở lại bảo vệ tài sản. Với các trường hợp này, Ủy ban Nhân dân phường cũng có biện pháp mạnh bắt buộc phải di dời, đồng thời hỗ trợ vận chuyển đồ đạc vật tư cho người dân. Đến khoảng 20 giờ, phải hoàn thành di dời 100% số hộ trong khu vực này. Có thể di dời 100% nếu cần bộ từ cấp bộ lên. Thì nhân dân đi hết tất cả các nhà, không có pháo giờ đấy. Và tối nay, tới đêm nay thì lực lượng dân cũng thường trực và Ủy ban Nhân dân phường đóng tại ở cái đường Đinh Gia Trinh này. Là nếu từ 8 giờ tới đi bờ bổ dùng biết phức tạp thì trong đêm nay di chuyển toàn người vào trên biết đất. Tại các nơi người dân sơ tán đến, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân đã bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm, chỗ ăn ngủ và lực lượng ứng trực thường xuyên để bà con có thể yên tâm tránh bão. Ngoài ra, cũng trong tối qua, lực lượng chức năng phường cũng đã tỏa đi hỗ trợ bà con ở nhiều khu vực xung yếu, chằng chống, gia cố bảo vệ nhà cửa, tạo điều kiện cho bà con chống bão an toàn.